Hello, xin chào mọi người đến với channel của Nguyễn. Hôm nay mình làm cái livestream này có nghĩa là cập nhật cái giá thanh long nó chính xác hơn để cho anh em tham khảo, cũng như là nhiều người mà có hàng để tranh thủ bán để cho nó phù hợp. Vì có nhiều cái nguồn tin đưa khác nhau và có lẽ là cái độ sai lệch nó cũng có, thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái giá cũ. Giá cũ bữa nay nó không còn nữa đâu, nhưng mà cập nhật lại để cho anh em yên tâm là cái giá mà loại 1 của đầu tháng 11 âm lịch đó, mà tuần trước đó, họ phát đó là 36, loại 2 là 26 và loại 3 là 16, cứ mỗi loại cách nhau là 10.000. Nhưng là hôm nay thì nó có cái nguồn tin giá mới, hôm nay là cái nguồn tin giá mới chính xác hôm nay luôn. Hôm nay là họ phát báo từ ngày 15 cho đến ngày 29 cuối tháng này, là tháng 10 đó âm lịch đó, là loại 1 nó 30, loại 2 nó 25 và loại 3 nó là 20. Rồi tiếp đến đó, từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 5 thì giá nó vũ ruột đỏ đó nha, là 29, 24, 19 và 12. 29, 24, 19 và 12. Rồi tiếp đến ngày mùng 6 cho đến ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch, 28, 23, 18 và 11. Đây là cái giá mới nhất họ mới phát hôm nay, cũng như là có thể là nó kéo dài đến khoảng ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch, là còn khoảng hơn 10 ngày nữa. Thì đây là cái giá để anh em cập nhật. Tôi cũng là một cái người cũng nhận nhiều nguồn thông tin, có nhiều lúc nó sai lệch thì mình sẽ cập nhật liền, và có những cái điều mà nó không đúng chính xác thì tôi vô cùng xin lỗi, và tôi sẽ cố gắng mình phát giá nó chuẩn hơn để cho bà con và anh chị em nắm được cái tình hình giá cả hiện tại cũng như là những cái ngày sau. Rồi tôi cũng tạm ngừng video ở đây và chúc mọi người sức khỏe, thành công, cũng như là tôi rất là chân thành cảm ơn những anh em nào đã quan tâm theo dõi kênh. Hãy nhấn đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn. Tôi rất là cảm ơn nha.